cái cây dừa cạn này mà kết hợp với bồ công vẽ thì nó đưa ra một cái vị thảo dược chữa dạ dày, viêm loét dạ dày, sơ huyết dạ dày, hang vị dạ dày và HP dạ dày cực kỳ là hiệu quả anh chị nhé. Bài thuốc có trị giá hàng tỷ đồng luôn, nó rất là ít anh chị biết. Và ở đây bác nào đang bị vấn đề về đại tràng và viêm loét dạ dày mãn tính, dùng rất là nhiều loại không khỏi, các bác nghe hết cái video của em nhé. Bác nào đang bị vấn đề về tràng dạ dày, hang vị dạ dày, tất cả mọi vấn đề về dạ dày, các bác đã áp dụng rất là nhiều các bài thuốc đông tây y rồi nhưng mà nó không khỏi, thì các bác có thể áp dụng cái bài thuốc bằng cái cây dừa cạn này anh chị nhá. Cái cây này được rất là nhiều anh chị trồng với mục đích là chỉ để làm cảnh thôi đúng không? Hôm nay thư sang nhà bác xin về đấy. Và cái tác dụng của nó thì ít người biết. Tiếp theo nữa là anh chị lấy cho thư cái cây bồ câu vẽ nhá anh chị. Cái cây này thì là lá của nó giống cái cây rau ngót, khi cái quả của nó chín nó sẽ là màu đen anh chị nhá. Và anh chị chỉ cần lấy cho em duy nhất hai nguyên liệu này về, nếu như mà đang bị vấn đề về dạ dày, đại tràng nó sẽ khỏi hẳn cho anh chị luôn trong một thời gian ngắn thôi. Và lấy cho em hai nguyên liệu này về, chuẩn bị cho em là rửa sạch đi, phơi khô cho em. Và cái bồ câu vẽ này anh chị lấy cho em cái phần thân cho em thôi. Cái bồ câu vẽ em để ở dưới này, các bác lấy cái phần thân cho em. Cái cây mà càng to, thân càng to thì nó càng tốt, bởi vì nó có hiệu quả cao hơn anh chị ạ. Khi mà anh chị phơi khô hai cái nguyên liệu này, rồi anh chị lấy giúp thư 700g bồ câu vẽ, 300g cây dừa cạn này, cho nước vào xăm sắp thôi, đun lên nhỏ lửa thôi anh chị. Còn khoảng 3 bát nước, anh chị uống sáng trưa tối cho em. Với cái bài thuốc này em hướng dẫn là uống sau ăn cho em là khoảng 15 phút nhá, để nó mang lại cái hiệu quả cao nhất cho anh chị. Áp dụng liên tục cho em sau một thời gian ngắn thôi là anh chị cảm nhận được rõ ràng luôn.